Xin chào các anh chị em. À, vào tuần sau thì thì Tùng có khai giảng khóa học guitar điểm hát cơ bản à, dành cho những anh chị em mới bắt đầu. Đây là khóa thứ 11 của thì Tùng. À, thì khóa học này nó sẽ phù hợp với lại anh chị em à, lứa tuổi từ 40 trở lên. À, lý do tại sao nó phù hợp như vậy là do các bài giảng, các bài thực hành đó là thì Tùng chọn những cái bài mà à, thường là những anh em mà khoảng 40 trở lên hay nghe và rất là thích. Và các bài giảng này À, được uh, chuyển soạn lại cho nó dễ và sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó để cho những anh chị em mà uh, rất là thích rồi mà ngày xưa học um, không hiệu quả hoặc là chúng ta đã mê quá mà chúng ta chưa có thực hiện được thì bây giờ chúng ta uh, sẽ làm được điều đó và chúng ta chủ động được thời gian chúng ta không cần phải tới lớp à uh, thì chúng ta ở nhà chúng ta rảnh như nào chúng ta học uh, giờ đó thôi uh, đây là khóa học mà chú trọng vấn đề thực hành nhiều hơn là lý thuyết lý thuyết chỉ nói những cái nội dung mà cơ bản như chính thôi chủ yếu là thực hành để làm sao đó giúp cho anh chị em có thể là đàn hát được những bài mình thích trong thời gian ngắn nhất à, có nghĩa là à, theo cái phong cách gọi là giải trí theo phong cách để cho anh chị em làm quen với việc là đệm hát đệm hát cho nó đúng nhịp đệm hát cho làm sao mà cho nó hay trong cái khả năng của chúng ta rồi từ đó thì chúng ta à, mới là tạo một cái bước đệm chúng ta học và về sau nếu mà chúng ta thích Thì chúng ta học nâng cao lên à, Còn thường thường đó là chúng ta nếu mà tự học đó, Là chúng ta chọn những cái bài Mà chúng ta thích đó, nhiều khi nó hợp âm nó khó quá Thì chúng ta đàn là không có được Chúng ta bắt rất là nhiều thời gian cho nó Mà chúng ta uh, thực hiện nó không được Chúng ta đàn không được nhiều khi chúng ta lại nản Lại chán à, Thì các bài giảng ở đây thì Tùng uh, chuyển soạn lại Nó theo trình tự từ dễ đến khó Và nó thiết kế làm sao đó cho Những anh chị em mà lớn tuổi ngón tay Chúng ta bị cứng đúng không Thì chúng ta vẫn đàn được À, chúng ta vẫn à, vui vẻ vẫn thỏa đam mê được đó là khóa học guitar đệm hát còn khóa học guitar cổ điển á, thì nó sẽ dành cho những anh chị em nào mà thích đàn lắm nhưng mà hát không được à, muốn đàn muốn chơi đàn nhưng mà chúng ta hát không được hát hay bị lạc tông á. À, thì chúng ta học qua guitar đọc tấu à, để chúng ta đàn nốt thôi đàn nốt những cái bài đó hoặc là những anh chị em nào đã từng học đệm hát rồi à, và muốn phát triển hơn nữa À, thì ở đây là khóa học nó nghiêng về kỹ thuật là nhiều nhưng về nhạc lý à, thì nó sẽ giúp cho anh chị em là à, có một cái kỹ thuật tốt của bàn tay phải à, quấn được nhiều bè đàn được nhiều bè có nghĩa là chúng ta đàn nốt và có phần đệm chung với nhau nữa rồi à, từ đó thì chúng ta có thể là à, vận dụng để mà tạo intro hoặc là đàn những câu lót hoặc là đọc, đọc tấu à, các bài mà chúng ta thích rồi về chi tiết của khóa học đó thì, thì Tùng có để vào cái phần à, bình luận bên dưới đó có đường link Zalo anh chị em bấm vào đó thì sẽ có anh chị à, hỗ trợ cho anh chị em có nghĩa là có một số anh chị em là học viên cũ của Huy Tùng sẽ chia sẻ lại quá trình học như thế nào à, để cho anh chị em rõ hơn à, nếu mà anh chị em thấy mà phù hợp à, cần có người mà hỗ trợ thêm để chúng ta được học nhanh hơn chúng ta tiến bước tới nhanh hơn thì hãy hãy vào lớp còn nếu mà chúng ta chưa có cảm thấy là chưa phù hợp lắm thì chúng ta có thể là tìm một cái nội dung nào một chương trình nào đó khác nó sẽ phù hợp với anh chị hơn nha cái đường link vào nhóm gia lô thì tùng để trong phần mô tả đó anh chị em bấm vào à thế thì sẽ là được tư vấn kỹ hơn về khóa học này rồi thì tùng xin chào anh chị em và rất mong là được hỗ trợ anh chị em trong vấn đề tập luyện guitar trong khóa học à, tùng xin chào anh chị